Quý vị thân mến, bà con cơ xong thì bà con tiến hành là đổ cái cầu, nên là phía dưới này thì bà con đã di chuyển cái máy từ dưới lên trên này rồi. Con đã chảnh sông xuôi rồi này. Hết dầu rồi à, chú chả? Có. Dầu thì còn một ít ở đây thôi à? Nếu mà trong máy thì hơi một nửa bầy rồi. Trong máy cũng còn nhiều à? Dùng may là. Khi nào mà dùng hết thì sẽ đi mua. Có cái cầu thì lúc nãy các chú và anh em đã buộc thân sát xong xuôi rồi. Chắc là phải lấy hai cái đá để làm trống ở đây nhỉ. Em chơi. Lấy hai cái đá về trống hai cái cây ở đây này. Không có đá để trống ở đây nhỉ. Làm máng như thế này thì rất là tiện. Lúc này cháu đang gọt thêm 5 tấm xi măng nữa để mới đủ ngày mai làm với lại chiều làm ấy. Còn 23 bao thôi chắc là không đủ đâu. Tí nữa chú chưa bảo hai anh em mang hai cây đi lên trên để xếp xi măng nhá. Vâng. Tiến hành đổ rồi thì rất là nhanh rồi. Một cái bên này nữa là được rồi chú chả. Một cái ở đây nữa là được rồi. Chú chơi, chú xuống dưới này để chú kẻ vạch trống trơ đi. Đưa sắc khô rồi. À chị à? Cái kìm á? Cái kìm chắc là để đâu rồi? Hay là các cháu ma đi rồi? Ở đây là phải dùng đá để nâng thân sát này cao một tí. Cái đá này hơi to. Xong cái cầu này rồi thì đổ lên trên cũng nhanh rồi mà. Xong cầu là chắc là nhanh. Vâng. Mất thời gian cái cầu này. Mất thời gian cái cầu này được 2-3 hôm rồi.
mang đến thì anh em đã hạ và xếp một đống ở đây rồi, nên là anh ấy quay lại về để chờ một chuyến đế nữa. Nên là em mình sẽ đi xuống dưới để đồng hành cùng bà con làm. Em mình sẽ đi xuống dưới xem thế là anh em và các chú đã đổ được cái cầu chưa. Đi qua cái cầu rồi thì sẽ nhanh rồi. Em mình đi xem anh em bóc một xe xi thôi, nhưng mà bà con đã làm ở dưới này gần hết xi rồi, còn 6 bao nữa là hết xi này. Chú chả đang nhặt đá để vứt bỏ vào chỗ thớt đấy. Cơ hội chỉ có một lần thôi nên là các chú và anh em sẽ cố gắng để làm cho đẹp. Hôm nay trời rất là nắng nên là em mình mua được 5 chai nước ngọt ở trong bao tải này. Tí nữa bà con sẽ uống. Trời nắng nên là bà con rất là khát nước này. Em ơi, để đây mang hộ chị 5 chai nước này. Còn em mình thì em mình cũng mua được một cái sứa đậu nành ở đây cho em mình uống. Mang đi xuống dưới để bà con uống nhá. Ma cả đi xuống dưới đi. Thím ơi, đi nghỉ giải lao một tí đã, uống nước đã. Đi xuống dưới để uống nước. Em cũng bùa đà nữa à? Đó là bùa mà. Hả? À? Ờ mà, ơ cứ lỗ. Nhắc nha. Ờ. Tí tuần nữa tôi thử lấy. Mà sao mà thì tôi dùng dạo chứ bây giờ. Ờ. Nó trông ơi. Nó làm. Nhưng mà nặng em quá. Chở bùa đá về để uống nước em nhá. Cháu mua đường nước về rồi. Nhưng mà mụ em phải đi về nhà để mang ba cái bát đế để rót nước uống. Nghỉ giải lao một tí đã. Cả trưa nay chưa được nghỉ giải lao cả. Anh em đã đổ hoàn thành cái cầu. Chắc là đổ tầm 4-5 bao xi nữa là hết cái đoạn này chú trả nhờ. Cầu một tí ở đây nữa là ok rồi. Chú trả ơi, anh em nghỉ ngơi để đi uống nước đã. Em cái mang bát đế rồi. Khát nước quá nên là bà con đã rót nước để uống trước rồi. 5 chai thì chắc là sẽ đủ cho bà con uống.
Hôm nay cháu mua nước cho bà con uống, ngày mai thì cháu sẽ mua thịt cho bà con ăn nhé. Vâng. Cháu tính là trưa nay cháu mua, nhưng mà tại vì là bà con cũng được bà để đổ cái cầu ấy, nên là không có ai đi làm ấy. Bà con đã uống nước rồi, em mì sẽ uống cái sữa của em mì nữa. Lúc nãy nghỉ giải lao uống nước xong thì chị em đã đi cắt cỏ bò rồi. Ở phía ngưỡng này là anh em với lại các chú thì đang tập trung làm ở phía dưới này. Anh em và các chú cố gắng thì chắc là chiều tối sẽ đến loại bột đá ở đây này. Hy vọng là ngày mai trời sẽ không mưa để cho bà con làm nữa. Em Trơ với lại em Vư thì hai anh em đang chở bột đá về một đống ở đây để ngày mai thì sẽ chuyển cái máy trộn bê tông đến đây để sẽ độ cái đoạn này đi xuống dưới. Nên là nội dung ngày hôm nay thì em Mì cũng xin chia sẻ đến đây ạ. Một lần nữa thì em Mì cũng rất là cảm ơn quý vị thân mến đã luôn luôn đồng hành cùng em Mì. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo ạ.